Amazing, good job. Amazing, 7 kill. Quá ghê gớm. Unstoppable, amazing. Nó chơi lựu đạn kìa, mà chơi gì cũng được. Nhiều kill nhất là được. Một mình cậu bé 2K9 đang múa trên cái iPhone của mình và có 9 kill 2 cân 13. Cậu bé có thể lấy được cái giải và top trận đấu này hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Chờ xem anh em ơi, chờ xem. Khá là căng thẳng, khá là khó đoán đấy. 9 kill rồi, 9 kill. DN cũng nâng cho mình có 6 kill anh em. DN đang cũng bước vô bò, bước vô nhà máy điện. Nhưng hề 9 kill, có lẽ sẽ là một trận đấu để xác định xem ai nhiều kill nhất. 9 kill, TVT 1 kill, Bùi Nam cũng đang mới 1 kill, Bé Heo 0 kill, Nhật Thiện BC 2 kill, Mì Tôm 4 kill loay hoay. Và Hưng Trần thì chưa thể mở bát được với kill nào, khá là buồn. Bill 1 kill, Cô Đơn 0 kill, đây, DN 6 kill ở cam ở ngoài bo đây. Nhưng người nhiều kill nhất, vâng, đó là Hề. Hề ơi, giữ cho mình phong độ chạy tới cuối để lấy kill, lấy giải nào Hề. Giải, ở lại like mắt nào. Dài phải ở lại anh em siêu cấp nào. Ui trời ơi, 10 kill. Đó là một pha open no scope đến từ Hề và đã lấy cho mình 10 kill cực kỳ cháy. Đó là Hề 2v6. Hề ơi, cố lên. Rất là cháy, rất là hay. Và sắp lấy cho mình được 200 sao cho kèo này, 2 cân 6, 200 sao nếu như Hề lấy được giải và top một trận đấu này anh em ơi, 2 cân 5, ok, siêu VIP Pro, 2 cân 5, 10 kill, vâng, DN còn sống không? DN có thể là đối thủ nặng ký nhất với Hề đấy. DN 7 kill đấy. Hề không nên, Hề không được gục ngã bởi DN hay là gì đó. Gần nhất bây giờ là bảo toàn cái tính mạng kill cho về cuối. Chỉ cần về top 1 cuối nữa lượm 200 sao em ơi, 2 ly cà phê đấy. DN người đứng vị trí sau đang phả một hơi nóng cực lớn vào gáy của Hề. DN lấy 3 kill nữa sẽ vượt qua Hề. Hề mà nằm xuống bây giờ là cơ hội rất lớn cho DN. Hề ơi, cố lên em, cậu bé ơi, 2K9 cố lên. Nhiều kill nhất, nhiều kill nhất, thế nên sẽ bị săn đấy. Sẽ bị đá like. Quá khó anh em. Cái trận đấu này nó khá là nín thở rồi, 2 cân 4 rồi. 2 cân 4 mà nín thở, chúng ta xem ai sẽ top 1 siêu VIP Pro trận đấu này. Cố lên, 2 cân 4. Trời ơi, một món quà. Vâng, đó là DN, tôi thấy DN rồi. Nhưng anh ta đang cầm cho mình lưỡi hái và quạt ngay người đồng đội. Rồi, DN muốn chơi thẳng vào Hề rồi. Nhưng Hề headshot. Đỉnh 11 kill và giữ vững một cái phong độ quá bình tĩnh và lấy đến từ cậu bé iPhone 2K9. 11 kill và một cái headshot cực cháy dành cho DN. Vâng, bây giờ chắc chắn có giải rồi, hãy tặng cho khán giả cái top 1 đi nào cậu bé ơi. Chắc chắn là có giải rồi. Bây giờ hãy là top 1 nữa thì siêu siêu VIP Pro luôn. Người đúng là có kỹ năng Android chạy cực hay, cực bay. Không thể cản bước được một cậu bé 2K9. Bắn ốp, bắn không ghim tâm anh em. Lấy giải, 3-1-0-7 nằm xuống. Tiếp tục là Mì Tôm, tiếp tục là Mì Tôm. Mì Tôm đá lại không kịp. Ơi ơi, cứu rồi. 2 cân 1, mày xong với tao. 2 cân 1, siêu túi cứu thương vô nè. Siêu túi cứu thương vô là mày xong với tao rồi. Xong, tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. À, thằng cuối là thằng nào vậy? Trời ơi, 1-1. Ơi, 1-1, đó là Hưng Trần. Vâng, chúng ta sẽ có một cuộc đấu cuối cùng, bo cuối giữa Hề và Hưng Trần, người đang lấy giải của... Đây là một cuộc đấu phải nói là giữa mobile và PC các bạn. Đây là mobile iPhone, cậu bé 2K9. Phía bên này chúng ta có PC, HTBC, Hưng Trần. Kèo nào sẽ win? Kèo nào sẽ win đây? Rất là khó để có thể đưa ra cái dự đoán của mình. Tuy nhiên tôi đánh giá thì PC sẽ lợi thế hơn. Nhưng không vì thế mà chúng ta coi thường và xem thường cái sức mạnh bá đạo của người đang là đương kim vô địch nhiều kill nhất trận đấu này với 12 kill, Hề Gmax, cậu bé 2K9.
Đâu đây, đâu đây, đâu đi, đâu cây gặp. Trời ơi, hai bạn đang thi triển cái thế gọi là múa rồng, múa bông keo. À, hết trọt cho và cuối đỉnh. Siêu đỉnh, siêu đỉnh, siêu đỉnh. Amazing, cuộc trọt siêu tuyệt vời cho và cuối hết trọt. Đó là một trận đấu cực cháy nha các bạn. Quá đỉnh, 200 sao cho hề. Hề 160. Hề hai lớp nha, hề hai lớp. À, các bạn mời anh em và mo lại vào bóc giùm anh nhé. Cảm ơn em. Mì Tôm ơi, mời anh em và mo vào bóc giùm anh với một trận đấu xứng đáng chảy cho cậu bé trưởng thành 2K9. Tuyệt vời. Wow. Bắn hết trọt thằng BC luôn là anh em biết. Bắn hết trọt BC là quá đỉnh. Một từ.